Hot girl tâm hướng Phật nhưng vẫn gật gù với chất cấm, gây náo loạn mạng xã hội. Dưới cuộc sống còn bao lo toan bộn bề, cơm áo gạo tiền, chất nặng lên đôi vai phải gánh vác, khiến người ta tìm đến nơi cửa Phật để trong tâm được thanh tịnh, gác lại muộn phiền đằng sau. Chắc là cảm thấy hợp với mình quá, nên hot girl Bùi Thị Quỳnh Như, sinh năm 2002, rất chăm chỉ đi để lễ lạc. Bất kể vào những dịp nào trong năm, hay đôi khi thấy trong lòng bất an, bồn chồn thấp thỏm là cô lại mặc đồ lam, tay xách nách mang lên chùa cúng bái. Ngôi chùa nào cũng không thiếu bóng dáng của cô. Nơi đất Phật cũng linh thiêng lắm. Kể từ ngày chăm chỉ hương lễ, lòng cô từ nặng trĩu hóa nhẹ tênh. Dân tình đã cho rằng cô đã tu tâm dưỡng tính, nhưng mà nước đi này đã nhầm. Sự thanh thản đó của cô lại đến từ những cơn mê man, sự phê pha của chất cấm. Mới đây, hot girl đã bị bắt vì tội sử dụng chất cấm trái phép. Trước đó, vào năm 2020, Quỳnh Như đã được gia nhập câu lạc bộ Juventus khi chưa đủ 18 tuổi vì cầm đầu đường dây buôn bán những bông hoa biết sử dụng chất cấm với giá cực khét 25 triệu một slot. Tưởng chừng chỉ là tuổi trẻ bồng bột, ai ngờ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cô vẫn tiếp tục lạc lối. Cộng đồng mạng thi nhau đùa rằng sau những lần vào chùa thành tâm quá nên Phật thương Phật độ cho vào tù để tiếp tục sửa sai cho một cơ hội làm lại cuộc đời, chứ không sớm muộn cũng xuống đáy xã hội. Ôi trời ơi! Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi. Like, share và subscribe TV Chen để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị.